Năm 2013 vừa qua được xem là một năm khá thành công của thể thao Nghệ An. Tại đấu trường trong nước và quốc tế, các vận động viên của tỉnh đã giành được số huy chương nhiều nhất từ trước đến nay. Phong trào thể thao toàn dân cũng phát triển mạnh theo hướng xã hội hóa cao. Những thành công của năm 2013 sẽ tạo động lực để thể thao Nghệ An tiếp bước trong năm 2014, là một năm có nhiều sự kiện thể thao quan trọng trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Con số gần 300 huy chương các loại, trong đó có 72 huy chương vàng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, đã phần nào nói lên được thành quả xứng đáng của các vận động viên Nghệ An trong một năm nỗ lực tập luyện và thi đấu. Ở đấu trường trong nước, các vận động viên xứ Nghệ đã khẳng định được sức mạnh và thương hiệu ở các môn như bóng đá, võ cổ truyền, kickboxing, cầu mây và gần đây nhất là môn cử tạ. Tại đấu trường quốc tế, vận động viên Nguyễn Thị Thanh đã giành một huy chương vàng thế giới. Ngoài ra còn có thêm 3 vận động viên giành được huy chương bạc thế giới là Lê Công Tài môn đá cầu, Nguyễn Văn Tài môn ủ xu và Nguyễn Thị Quyên môn cầu mây. Tại đấu trường châu Á, vận động viên Nguyễn Thị Quyên cũng giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc môn cầu mây. Có thể nói, đó là những thành tích rất ấn tượng trong bối cảnh thể thao tỉnh nhà đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí do suy giảm kinh tế. Chúng ta cũng đã đạt được những cái kết quả rất là đáng trân trọng. Chúng ta tham gia cả trong nước, cả khu vực và cả thế giới. Và điều đáng mừng tức là trong cái tổng số mà huy chương chúng ta giành được gần 350, nhiều hơn so với năm 2012 là hơn 100 huy chương, thì trong đó có đến gần 70 huy chương vàng. Và điều đó chứng tỏ là thể thao của Nghệ An của chúng ta không phải chỉ dừng lại trong nước, và chúng ta đã bắt đầu vươn xa từng bước hội nhập. Trong năm qua, mảng thể thao phong trào cũng có bước phát triển mạnh theo hướng xã hội hóa. Nhiều giải đấu được các đơn vị đứng ra tổ chức đã có chất lượng tương đương các giải đấu chuyên nghiệp, như giải quần vợt cúp NTP lần thứ nhất do Đài Phát thanh Truyền hình tổ chức, Đại hội thể thao Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 4, giải thể thao Tổng công ty Bia rượu và nước giải khát Hà Nội. Đặc biệt, năm 2013 vừa qua, Nghệ An đã tiến hành xong Đại hội thể dục thể thao các cấp tại các huyện, thị trong toàn tỉnh. Đây là các thành quả giúp thể thao Nghệ An tự tin hướng tới năm 2014 với hai sự kiện lớn là Đại hội thể dục thể thao tỉnh cũng như Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7. Năm 2014 thì cái mục tiêu đặt ra là vẫn phải tiếp tục chăm lo phát triển cả cái thể thao quần chúng, thể thao cho mọi người, và đồng thời là phải đặc biệt chăm lo đến cái thể thao tỉnh tỉnh cao. Cái định cao của cái thể thao quần chúng đó là cái việc chúng ta phải tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh. Trọng tâm thứ hai đó, vẫn phải nói đó là chúng ta phải tham gia một cách tích cực và đạt được một cái mục tiêu tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7. Con đường dẫn đến thành công cho mỗi vận động viên nói riêng hay cho toàn ngành thể thao Nghệ An nói chung vẫn còn nhiều chông gai. Tuy nhiên, với nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân các vận động viên và huấn luyện viên, hy vọng rằng năm 2014, thể thao Nghệ An sẽ lại tiếp tục có thêm một năm thành công với nhiều tấm huy chương vàng ở đấu trường trong nước và quốc tế.